Cuộc hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đến nay vẫn làm tốn rất nhiều giấy mực của giới truyền thông. Cặp đôi chính thức công khai chuyện phim giả tình thật sau khi hợp tác trong loạt phim như Tay Du Ký, Nữ Nhi Quốc, Minh Lan Truyện. Sau khi có với nhau cậu con trai Tưởng Tượng, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong thông báo ly hôn khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Mới đây, bộ phim Minh Lan Truyện do Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đóng chính đã kỷ niệm 5 năm phát sóng. Nhân dịp đặc biệt này, phía Youku cũng đã thông báo giành được quyền phát sóng độc quyền dự án cổ trang này. Nhiều người đùa vui rằng giống như Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong sắp tổ chức hôn lễ chính thức lần 2 sau 5 năm vậy. Trước đó, vào ngày 25 tháng 12 năm 2018, Minh Lan Truyện được phát sóng trên đài Hồ Nam với hợp đồng 5 năm. Sau đó, phim được phân phối tới 3 nền tảng lớn là Youku, Tencent và iQIYI. Với việc Youku giành được độc quyền chiếu, Minh Lan Truyện sẽ bị gỡ khỏi Tencent và iQIYI. Dù đã lên sóng từ năm 2018, thế nhưng Minh Lan Truyện do Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đóng chính vẫn là một bộ phim cực kỳ ăn khách. Phim liên tục lọt vào top phim được khán giả xem nhiều, chứng minh khả năng chạy đường dài cực tốt.